tí nhớ trả trả cát xe người ta nha. Em thuê chứ ạ. Cảm ơn chị Phương, cảm ơn Phonivy, cảm ơn chị Quỳnh và cảm ơn Tâm Anh đã dành riêng cho anh những cái tình cảm nhất. Tức là khi mà hôm nay em diễn đẹp bộ này thì Tâm Anh cũng hứa với em là sẽ tặng em một cái áo này. Cái áo này. Em chỉ cần cái áo này thôi, không cần, nếu mà tặng cái quần thì càng tốt, mà tặng cái áo thì tốt nữa. Thì em chưa hề hứa với Tuấn Anh là em tặng Tuấn Anh cái áo này nha. Không có nha, anh ghi âm nha. Không, anh thấy cái đồ thì Tâm Anh cũng hứa là tặng em cái áo này rồi ạ. Thì em cảm ơn Tâm Anh rất nhiều. Tâm Anh là người đang quay đi ạ. Tâm Anh là người thiết kế bộ này cho em đã. Em nói gì không Tâm Anh? Thôi, cái này để sau khi diễn xong em nói chuyện với anh sau nha. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em. Em thật là lật bàn tay. Anh gọi em là Tâm Anh hai mặt. Tại vì em lật nhanh cảm lật bật bàn tay của anh. Là bánh tráng, là bánh tráng. Chào mọi người, mọi người hãy xem và ủng hộ sau diễn tối nay thật hoành tráng và thật đồng cháy nha. Cô Đinh Vy, Vũ Thu Phương. Ok. Này nói thẳng hả? Đó đó. Chị bảo là đúng rồi. Nghĩa là khi em diễn em cứ nhìn thẳng một điểm phía trước. Đấy, tập trung nhiều một điểm, em sẽ thẳng giống như khi chị đưa tay rồi em nhìn thẳng vào tay chị đó. Kiểu là em kiểu là em mà đi nhanh đó là em cứ bị kiểu là lắc quá lắc. Không, mình đi nhanh nhưng mình chỉ ở phần dưới thôi, từ hông trở lên là em phải đưa thẳng. Em tập trung nhìn vào một điểm phía trước ấy, không cần nhìn rõ ai đâu, nhìn sau họ đầu họ thôi này, đi thẳng đó. Nhìn đi. Thấy không? Thẳng như nào. Đó. Đó, nhưng mà hơi chậm. Đi nhanh thì nhà của chị Phương bên đó. Để chỗ sẵn rồi, không sao đâu, tí để có chỗ. Rồi, được đây rồi. Em đã gắn cái đuôi như thế. Rồi, được 2 triệu rồi, còn 18 triệu nữa, gắn lên. Từ 20 ký. Đây là có 2 ký rồi. Đó, vậy còn tay dài với chân dài.
Queen Phoenix đến từ thương hiệu Phoenix V, nhà thiết kế Vũ Thu Phương Việt Nam. Ladies and gentlemen, Phoenix, let's get a big round of applause to welcome back the models from the collection Queen Phoenix. Dành cho Vũ Thu Phương và bộ sưu tập này, thưa quý vị. Lại thì máy giặt không còn, các ngành nghề thủ công ở thành phố Nam Định cũng không còn nữa, và hãn hậu lắm mới có được những cái nơi còn giữ được những cái giá trị của những cái làng nghề. Và đại dịch Covid tới thì thực sự là đây là năm sau 5 năm Vũ Thu Phương mới quay trở lại với lại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Và Phương sẽ đi khắp thoải mái, Phương sẽ làm gì với thời trang bây giờ? Phương rất là sợ Phương sẽ làm thời trang nhanh, và cái hậu quả của thời trang nhanh để lại với môi trường đó là cái điều mà Phương hoàn toàn không muốn là mình sẽ là một tác nhân ở trong đó. Và khi mà Phương đang trăn trở với là cái giấc mơ lớn với thể trang của mình thì Phương lại về với quê hương. Và khi về với quê hương ấy, thì cái nỗi khắc khoải lớn hơn nữa, cái nỗi đau lòng của Phương đó là Phương không còn được nghe tiếng máy dệt nữa Linh ạ. Và Phương không còn được nhìn thấy những cái tấm lụa là ở quê hương của mình, lụa rất là đặc biệt bởi vì cái con tằm vàng này chỉ có ở cái vùng này mới có. Và khi mà được dệt lên những cái thước vải tuyệt vời như thế này, nó có một cái giá trị rất đặc biệt, rất khác. Sau này khi mà mọi người dùng, mọi người sẽ nhìn nhận được rằng nó không nhăn và nó lại dùng rất là bền, màu, những cái màu nhuộm rất là đặc biệt. Và Phương khát khao, Phương lại mong muốn, Phương lại ấp ủ, Phương muốn rằng là bộ sưu tập mới của mình sẽ là một hành trình xanh bền vững. Mình sẽ quay trở lại với con tắm, với con kèn, cái tắm. Phương sẽ bắt đầu ôm tơ và dệt lụa cùng với lại những người dân ở vùng quê của mình. Phương lại mong muốn có thể mang được cái tiếng của cái thoi đưa, cái tiếng của khung cửi dệt tới với tất cả quý vị khán giả. Và ngày hôm nay đây để có thể mang được cái khung dệt vải hơn 100 năm tuổi này vào đây để có thể phục vụ tất cả quý vị khán giả, có thể nghe lại cái tiếng của ký ức, cái tiếng của yêu thương, cái tiếng của một cái vùng mà Phương đang khắc khoải. Thì đó là một sự nỗ lực rất là lớn của Phương cùng với lại những cái người dân của làng nghề cổ chất. Ngày hôm nay Phương còn có được rất là nhiều những người nghệ nhân ở ngoài kia cùng vào đây để giúp cho Phương có thể là gắn được khung cửi ở đây, và lát nữa còn phải mang về có thể giữ được. Bởi vì với Phương thực sự gọi là cụ máy dệt chứ không phải là cái máy dệt nữa. Trên 100 tuổi này đó là một cái điều vô cùng đáng quý mà Phương sẽ gìn giữ mãi. Và Phương xin tuyên bố từ giờ trở đi, hành trình thời trang của Vũ Thu Phương cùng với Phoenix V sẽ là hành trình xanh, hành trình bền vững vì môi trường, và sẽ cùng khát khao mang được cái tấm lụa là của quê hương mình bay đi khắp nơi cùng với cánh chim phượng hoàng của Phoenix V ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tuyệt vời. Một tràng pháo tay dành cho gia đình Vũ Thu Phương. Ladies and gentlemen, this is my beloved mom who is the textile artisan in Nam Định who inspired to me.